Các bạn thân mến, hôm nay mình cũng xin giới thiệu với các bạn đây là cái đơn hàng mà mình để giống cho một bác ở trên Tuyên Quang. Thì bác ấy có lấy là 5 đôi chim cu đất và 5 đôi chim cu Nhật Pháp. Thì cái thể lệ là mình đóng vào như thế này rất là sạch sẽ và đẹp đẽ. Khi sách như này, cái giỏ này thì là giỏ phục vụ cho sơ sinh và bầu, trị giá có 50k đây. Cái hộp này thì mình kiếm rất là nhiều. Thì đóng như này thì chúng sẽ rất là gì, thoáng thoáng đó, rất là thoáng. Nó đệm này, thoáng. Đây là những con chim đóng nhá, chim giống mình, bên mình cung cấp chim giống ra thị trường rất là nhiều. Chim này gọi là chim, nó gọi là da vàng hoặc là đốm đốm cườm, ở đây cũng vậy thôi. Đây là những con chim giống đó. Đây là anh Phát 0979 399 239. Anh ở An Tường, thành phố Tuyên Quang. Giờ cái này thì mình sẽ gửi từ bến Mỹ Đình đi, văn phòng của mình ở Mỹ Đình. Quý vị các bạn có thể liên hệ theo số 0163 530582. Mình tên là Thao, chuyên phát triển con chim cu gáy, phát triển giống cho toàn toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hãy đăng ký để đón nhận những video tiếp theo.